Tuyển nữ Việt Nam vô địch tiền thưởng hơn gấp đôi thầy huấn luyện viên Chausia. Tuyển nữ Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng cao hơn gấp đôi so với U22 Việt Nam. Hôm nay, tuyển nữ Việt Nam đã có buổi lễ nhận tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có tổng cộng 5,6 tỷ đồng tiền thưởng cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 32. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có 3,6 tỷ đồng bao gồm tiền thưởng trận chung kết và các trận thắng từ vòng bảng đến bán kết. 2 tỷ đồng còn lại đến từ hai nhà tài trợ, mỗi đơn vị thưởng 1 tỷ đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, U22 Việt Nam có 2,4 tỷ đồng tiền thưởng cho tấm huy chương đồng SEA Games 32. Thầy trò huấn luyện viên Chausia được thưởng 800 triệu cho trận thắng Myanmar ở hôm tranh huy chương đồng. 1,6 tỷ đồng là tiền thưởng cho các trận đấu thuộc vòng bảng với 3 trận thắng và 1 trận hòa. Ngoài các mức thưởng kể trên, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam còn được nhận tiền thưởng theo khung quy định về mức thưởng cho huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Sau khi vô địch SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam đã tập trung trở lại để hội quân đến tháng 8 năm 2023. Giai đoạn 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, đội sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 5 tháng 6, tuyển nữ Việt Nam tập huấn thứ 2 tại Đức với 3 trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Eintracht Frankfurt ngày 10 tháng 6, câu lạc bộ Sonnens ngày 15 tháng 6 và đội tuyển nữ Đức ngày 24 tháng 6. Trong thời gian này, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có một trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21 tháng 6. Sau giai đoạn tập huấn này, tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand. Vào ngày 5 tháng 7, ở giai đoạn cuối cùng, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết bóng đá nữ Thế giới 2023. Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ Thế giới 2023.